phá hết giờ được cái tích sự gì cho cái làng trẻ này, chúng nó chẳng đóng góp được cái giờ làng trẻ này cái gì cả. Đúng rồi, đấy là nó đấy để đường đi lối lại của nó đấy chứ. Còn bây giờ nó còn trên răng dưới dái còn cái gì thì mà nó đóng, mẹ bố con kiện nhau lên ngay kìa. Thằng Tuấn cắm xe của ông Tiến thì là còn kiện nhau ấy kìa. Của ông Tiến. Con cắm của bố xong rồi kiện nhau ấy kìa. Ừ. Giờ còn làm gì con gì, trên răng dưới dái. Tuấn, tiền bóng. Coi gì đánh bóng, đấy là nó chơi đảo. Được thì lấy của người ta, thua thì phải giả người ta chứ. Bà lão ấy ơi gì. Ông Cân ơi. Ông Cân, Cân bị bà cầm. Đấy. Ông Cân ơi, ông bảo gì qua đấy? Mượn xe. Ông bảo gì qua đấy? Mượn cái xe. Xe thân của mày. Ông tắt tắt chìa khóa đi, ông đạp với độ chục cái xong ông mới bật lên mới đạp được, không để hai ba. Dạ. Tắt mình đạp được không? 2-3 ngày nay nó không lổ máy rồi, sợ ông không để lổ được ấy. Nó khởi động nó khó ấy. Để lại trên máy phải không?